Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình để góp ăn chia tổng giải thưởng là 5% tổng nguồn cung của tập càng ICB nha các bạn. Là ICB nè, thì tổng giải thưởng 5% nó là tới 50.000 tập 500.000 tập càng nè các bạn. Thì để tham gia cho hôm nay các bạn cần click trên phần link mô tả dưới video mình mở link phong các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên follow tại Twitter nè. Rồi các bạn nào chưa theo dõi thì theo dõi các bạn, sau đó bạn bắt up lên nè. Tiếp tục các bạn xôn xào kênh Telegram đó nè. Rồi trên kênh Telegram đang xôn xào bạn xôn rồi các bạn. Tiếp tục bắt up lên các bạn. Tiếp tục các bạn xôn xào Discord nè. Trên Discord thì bạn chấp nhận là mời các bạn. Rồi trên Discord thì bạn bấm vào một verify nè các bạn, thăng verify nha các bạn. Rồi các bạn chat vào trong group nâng cầu đi các bạn. Các bạn copy chữ verify của máy bát trên đây nè các bạn. Rồi bạn sao chép nó các bạn. Rồi các bạn dán vào đây nè. Rồi các bạn gửi các bạn, sao nó viên giật quậy tá. Thằng verify gỡ nè. Rồi tiếp tục thì các bạn copy username Discord bên chỗ này nè các bạn. Rồi ta sao copy không được tại. Rồi các bạn sao chép nha các bạn. Rồi các bạn trở về link phong đi các bạn. Các bạn tìm một username Discord nè. Các bạn dán vô đây đi các bạn. Quỳnh. Rồi tiếp tục thì các bạn nhấp vào đây nè các bạn. Các bạn follow vào từ Twitter tăng 2 người bạn nha các bạn. Rồi các bạn like nè, các bạn chấp nhận như từ Twitter nè. Các bạn tăng 2 người bạn mình vào các bạn. Các bạn gõ cộng hiện những người bạn của mình. Rồi các bạn bấm từ Twitter nha các bạn. Vì mình đã từ Twitter rồi, rồi bạn bấm up lên nè. Rồi sau đó thì các bạn vào đây các bạn like NFT Ocean đi, thì các bạn copy cái dòng chữ L này nè các bạn. Sao chép các bạn nhấp vào đây nè. Rồi vào đây thì các bạn vào mục tìm kiếm nè các bạn. Bạn dán vào đây đi, không biết mình có connect không. Thôi đi cục đại luôn đi. Rồi nó có cái mũi tên nè, các bạn like nè các bạn. Rồi các bạn bắt up lại cái link phòng hồi nãy nè các bạn. Rồi tiếp tục trong đầu tiên thì các bạn điền địa chỉ EC20 trên chocolate cho các bạn nha các bạn. Sao chép địa chỉ giấy nha. Các bạn dán vào đây nha các bạn. Rồi tiếp tục thì bạn gọi lên link request nè, thì bạn mở tờ Twitter cho các bạn ra nè. Các bạn nhập vào avatar, nhập vào một hồ sơ nữa các bạn. Các bạn chia sẻ nè. Các bạn sao chép cái bài các bạn đã tờ Twitter tăng 2 người bạn nè. Bạn dán vào đây nè. Tiếp tục các bạn điền username tại Twitter mình nè các bạn. Không win. Máy bấm sao không ăn ta. V nè nè 9 nè. N N H 9. Rồi tiếp tục thì các bạn điền username Telegram các bạn. Thì các bạn mở Telegram mình ra nè các bạn. Các bạn nhấp ba cạnh cùng, nhấp vào setting nè. Các bạn copy username ở chỗ này nè. Rồi các bạn dán vào đây nè các bạn. Okay, đây có dòng đầu tiên để email chưa biết nữa. Rồi dòng đầu trên đây thì bạn định chỉ email của mình vào luôn các bạn. Xíu nữa thiếu. Rồi bạn kiểm tra thông tin một lần nữa coi nó mình đã có điền hết thông tin chính xác không các bạn. Rồi mình đã điền thông tin chính xác hết thì bạn chỉ bấm gỡ nữa rồi. Mở ra luôn. Rồi bạn sao cho tôi. Rồi bạn bấm gỡ là xong rồi các bạn. Ok, vậy video mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình này góp ăn chia tổng 5% tổng nguồn cung tốc cần ICB đến đây kết thúc rồi. Vậy mình chào tạm biệt và hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.